Chuyên mục Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam đã đồng hành cùng quý vị khán giả trong 13 số với rất nhiều gương mặt nổi bật khác nhau. Và hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu gương mặt mới. Cái tên đã có hành trình đầy kỳ diệu cùng với VTV Bình Điền Long An với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều thú vị là chuyên mục này đã tới nhân vật thứ 14 và trùng hợp thay, gương mặt mà chúng tôi đề cập tới cũng mang áo số 14. Vâng, đó chính là Võ Thị Kim Thoa, cây chuyền hai nổi bật của làng bóng chuyền nữ nước nhà. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cô gái miền Tây này và hành trình khẳng định bản thân của cô ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia để thấy được những khó khăn ít ai thấy được từ chuyền hai 26 tuổi. Bén rễ với bộ môn bóng chuyền vì có chiều cao tốt. Võ Thị Kim Thoa sinh ngày 18 tháng 3 năm 1998 và hiện đang thi đấu ở vị trí chuyền hai cho VTV Bình Điền Long An. Sở hữu chiều cao 1m72, con số có thể xem là vô cùng khiêm tốn đối với một vận động viên bóng chuyền. Thế nhưng, ít ai ngờ được rằng lý do cô theo đuổi bộ môn bóng chuyền này lại vô cùng khó tin. Năm 2009, lúc đó đang học phổ thông, thì các thầy cô tại trường thấy có chiều cao tốt, nên bảo Thoa đi tập làm quen thể thao và quen với trái bóng chuyền. Nhớ lại thời điểm ấy, cô gái quê Long An cho biết bản thân khi đó không biết bóng chuyền là môn gì, nhưng do có chiều cao tốt, vì thế các thầy cô ở trường đã khuyên làm quen với nó. Chỉ tập chưa tròn một tuần, lại sẵn dịp có thể ở trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Long An đi tuyển cầu thủ. Kim Thoa được giới thiệu tới để đo chiều cao, kiểm tra thể lực chuyên môn rồi vượt qua kỳ sát hạch. Vậy là hành trình theo sự nghiệp thể thao đến với cây chuyền hai sinh năm 1998 từ lúc này. Hầu hết vận động viên năng khiếu, đặc biệt với bóng chuyền, khi tuyển chọn sẽ được làm quen một thời gian với trái bóng, với các vị trí chuyên môn. Mỗi người còn phải kiểm tra cuối cùng sát hạch để phù hợp nhất. Và Võ Thị Kim Thoa đập bóng chuyền nữ Long An cho lựa. Kim Thoa đã chia sẻ rằng, tôi tập luyện và rồi, khi thấy mình được khả năng phù hợp với vị trí chuyền hai, thì các thầy cô hướng mình tập vị trí đó. Tôi bây giờ đã quen thuộc ở vị trí này. Điều thú vị là Kim Thoa cùng đồng đội Kim Thanh tại đội nữ VTV Bình Điền Long An có rất nhiều điều trùng hợp do cả hai đã tuyển năng khiếu cùng lên đội một cùng vào một thời điểm. Sau quãng thời gian tập luyện và thi đấu tuyến trẻ, với khả năng chuyên môn tốt, Võ Thị Kim Thoa đã được ban huấn luyện tuyến 1 đội nữ VTV Bình Điền Long An tăng cường vào năm 2016. Cũng từ đó tới nay, cô nỗ lực tập luyện thi đấu và bây giờ có vị trí chính thức trong đội hình khi dự các giải quốc gia. Chia sẻ về thần tượng yêu thích của mình, cô cho biết Linh Chi chính là người mà cô luôn ngưỡng mộ và học hỏi. Mọi người từng hỏi tôi có thần tượng ai không, thì trong hành trình chuyên môn của mình, tôi rất thích phong cách thi đấu của chị Linh Chi. Có thể xem chị Chi là thần tượng của tôi. Tôi quan sát kỹ cách chuyền bóng, phát bóng của chị ấy để mình học tập thêm. Đó cũng là một trong những người cho tôi cảm hứng chuyên môn khi ra thi đấu. Có lẽ vì điều này mà cách chuyền của Kim Thoa có phần nào đó khiến người xem gợi nhớ tới hình ảnh Linh Chi ngày xưa. Khó khăn khi lên đội lớn VTV Bình Điền Long An, lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia vì thiếu kinh nghiệm. VTV Bình Điền Long An từng sản sinh một trong những cây chuyền hai xuất sắc nhất nhì làng bóng chuyền nữ nước nhà, đó là Nguyễn Thị Hồng Đào. Giai đoạn 2015-2017, cô luôn là trụ cột không thể thiếu của đội bóng miền Tây, cũng như đội tuyển quốc gia. Đây cũng là thời điểm mà Kim Thoa được đôn lên đội một của Long An và có cơ hội học hỏi đàn chị. Thế nhưng, năm 2018, Hồng Đào bất ngờ giải nghề trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Kim Thoa bất đắc dĩ lại đẩy lên trở thành cây chuyền hai chính của Long An. Thời điểm ấy, cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi, kinh nghiệm chinh chiến trận mạc không nhiều. Do đó, Kim Thoa từng nhận không ít những lời chê bai về phong độ, cũng như lối chơi mà cô triển khai cho đội bóng. Thời điểm ấy thực sự khó khăn cho cả Kim Thoa và cả VTV Bình Điền Long An, vì chỗ trống mà Hồng Đào để lại quá lớn và không thể xa lấp ngày một ngày hai. Thế nhưng, những nghi ngờ và lời chê bai trước kia dần bị đẩy lui khi chuyền hai sinh năm 1998 thi đấu tiến bộ nhanh chóng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Vũ và sau đó là huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Kim Thoa lột xác hoàn toàn, thi đấu ổn định hơn và đặc biệt là phối hợp ăn ý với các cầu công, giúp những Thanh Thúy, Kim Thanh hay Dương Hên phát huy tốt khả năng của mình. Những khó khăn ban đầu từ việc thiếu kinh nghiệm dần biến mất, thay vào đó là sự già dơ và chững chạc cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu, đã giúp Kim Thoa dần hái những quả ngọt đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2021, Kim Thoa đã có mưa giả tuyệt thay khi giúp VTV Bình Điền Long An lên ngôi tại Cúp Hoa Lư Bình Điền và Cúp Hùng Vương. Cô cũng lần đầu tiên có danh hiệu cá nhân khi trở thành chuyền hai xuất sắc nhất tại Cúp Hùng Vương và ngay sau đó đạt thành tích tương tự tại giải vô địch quốc gia 2022. Dần khẳng định bản thân trong màu áo câu lạc bộ, hành trình khoác áo đội tuyển quốc gia của chuyền hai sinh năm 1998 này lại bắt đầu gian nan. Cùng độ tuổi với cô Hoài và Lâm Oanh đã được lên tuyển từ rất sớm
và thể hiện được vị trí quan trọng ở tuyển. Trong khi đó, Kim Thoa vẫn đang trên con đường tìm chỗ đứng cho bản thân. Phải đến năm 2022, trước thời điểm diễn ra SEA Games 31 trên sân nhà, lần đầu tiên cô được triệu tập bổ sung trong đợt tập huấn của đội. Thế nhưng, khi ban huấn luyện lên đội hình đăng ký chính thức dự đại hội trên, Kim Thoa đã không có tên. Sau SEA Games 31, Kim Thoa lại tìm thấy được sự may mắn của mình để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp khi được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự Cúp Châu Á 2022. Và từ thời điểm này, cô trở thành cái tên không thể thiếu của đội tuyển. Hành trình đáng nhớ khi lần đầu tiến ra đấu trong thế giới. Năm 2023 này, Kim Thoa là một trong những thành viên chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự các giải quốc tế và đạt các cột mốc đáng nhớ. Cô đã toàn nguyện với bản thân khi được thi đấu một kỳ SEA Games và giành huy chương bạc được tham dự đấu trường ASEAN 2023. Dấu ấn lớn nhất trong năm này chính là chiếc cúp vô địch danh giá tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á. Qua đó giúp cô và đồng đội có tấm vé lên đường tới Hàng Châu, Trung Quốc dự cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 đối đầu với các hào thủ đẳng cấp quốc tế. Cô tiếp tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với toàn đội khi hai năm liên tiếp lên ngôi tại ABC Challenge Cup trong năm 2023 và 2024. Đạt hạng 3 tại FIVB Challenge Cup 2024, bảo vệ thành công tấm huy chương bạc trong hai mùa giải CV League 2023 và 2024. Bản thân Kim Thoa cũng tự nhận thấy đã trưởng thành hơn rất nhiều sau nhiều giải đấu đã qua. Cô cũng chia sẻ với truyền thông về những gì làm được trong những năm gần đây. Thật sự các mùa giải 2022 và 2023 thi đấu quốc gia thì tôi đều nỗ lực thực hiện đúng ý đồ chuyên môn của ban huấn luyện đội bóng. Mình không đặt ra mục tiêu giành danh hiệu cá nhân cho bản thân, nhưng may mắn khi tôi được bầu chọn là cầu thủ chuyên hai xuất sắc nhất tại giải vô địch quốc gia. Gia đình tôi rất vinh dự và vui với tôi về thành tích này. Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc không thể nào quên không chỉ riêng Kim Thoa, đội tuyển mà cả những người quan tâm bóng chuyền nước nhà. Khi lần đầu tiên Việt Nam chính thức có tấm vé tham dự giải vô địch thế giới diễn ra vào năm 2025. Dấu ấn lịch sử này có sự đóng góp không nhỏ từ cây chuyền hai 26 tuổi. Chỉ còn 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2024. Hiện tại, Kim Thoa cùng các đồng đội của mình đã bắt đầu chuyến tập huấn tại Nhật Bản, sẵn sàng cho giải vô địch quốc gia sắp tới. Chắc chắn rằng, những kinh nghiệm có được sau những giải đấu quốc tế vừa rồi sẽ giúp cô cùng các đồng đội có được phong độ cao nhất và hiện thực giấc mơ lên ngôi tại giải vô địch quốc gia, điều mà toàn đội và người hâm mộ đã chờ đợi suốt 6 năm qua. A few moments later.